Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa đang được liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên ngày hôm qua. Đóng cửa thì chỉ số MXV Index giảm 0,6% xuống 2.317 điểm, nối dài đa giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp. Trong đó thì thị trường nông sản biến động rất mạnh trong ngày. À, báo cáo cung cầu tháng 3 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA được công bố và đây là các cái dữ liệu rất quan trọng trong tháng có sức ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá cả các mặt hàng. Chốt phiên thì hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 5 nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp với mức giảm 1,38%, đưa mặt hàng này đóng cửa ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Cùng với đó thì giá lúa mì cũng giảm mạnh 1,5% xuống 252,6 đô la Mỹ một tấn. Triển vọng nguồn cung nới lỏng là yếu tố chính gây sức ép lên hai mặt hàng này trong những ngày hôm nay. À, còn với lúa mì thì nguồn cung toàn cầu cũng có những cái tín hiệu rất tích cực khi mà mới đây cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của chính phủ Brazil cho biết là đang lên kế hoạch mở rộng thử nghiệm nhiều loại lúa mì biến đổi gen có khả năng chịu hạn trên nhiều vùng đất của nước này. À, trước đó thì nước này đã chính thức phê duyệt việc trồng và thương mại hóa lúa mì GM Nếu như được ứng dụng thành công thì diện tích gieo trồng lúa mì có thể mở rộng thêm khoảng 50%